Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Trong video hôm nay thì em sẽ dẫn mọi người mình đi tham quan khu đô thị Đại Cương. Khu đô thị Đại Cương thì có vị trí rất là đẹp, nằm đối diện với khu công nghiệp Đồng Văn 4 và nằm ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Và trong một thời gian gần đây thì anh chị em mình cũng có thể thấy là cái thị trường bất động sản ở Hà Nội tăng giá rất là nhanh, có thể nói là tăng giá chóng mặt luôn, 60 triệu, 70 triệu một mét vuông. Thì đợt này em cũng nhà em cũng hay ra khu Đại Cương và gần như là cắm bút ở khu Đại Cương này rồi. Thì các thông tin về bất động sản ở đây thì cũng đang rất là được anh chị em mình ở trên các tỉnh thành như là Hà Nội này, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên về tìm về Hà Nam và đặc biệt là khu Đại Cương mua đất và cũng như là tham khảo rất là nhiều. Và mới hôm qua hôm kia thì hôm qua thì Thủy có đi lên Hà Nội để chốt đất cho một khách. Đấy, chủ thì ở Hà Nội còn người mua thì ở dưới khu Đại Cương. Đấy, thì đợt này khu Đại Cương này rất là hot. Không những khu Đại Cương đâu, còn ngoài ở Đồng Văn này và bây giờ mọi người cũng có thể thấy là ở Hà Nam thì có thêm khu đại đô thị của Sun Group, Sun Open City. Đấy, cũng được rất là nhiều các anh chị ở Hà Nội về tìm về để đầu tư. Được cái là ở Hà Nam này thì là cửa ngõ phía Nam của Hà Nội. Và cái thứ hai là khi mà đầu tư bất động sản thì em cũng thấy đơn thuần, chỉ có hai dạng chủ yếu nhất là đầu tư về các bất động sản cạnh các khu công nghiệp hoặc là các bất động sản cạnh các dự án. Đây thì gần nhà em thì không làm về các dự án của Sun cũng như không làm về các dự án bên dưới Tân Thanh. Hay nhiều khách hỏi là khu Tân Thanh hay là khu Bình Lục Lý Nhân ấy, thì nhà em thì tập trung vào các khu chính là khu Kim Bảng này, Phủ Lý và Duy Tiên. Thì trong đó Kim Bảng thì sẽ có các khu đô thị Hana Park 1, Park 2, khu Đại Cương, khu sắp tới mọi người xem là Hoàng Hiệp này, và khu Đông Giá Đại Cương, đấy Khả Phong, những cái khu vực 3 sao cạnh chùa Tam Trúc, đấy, và khu Duy Tiên thì có toàn thị xã Duy Tiên thì có khu Hòa Mạc, Đồng Văn, đấy, khu Đồng Văn 3, đấy, Phủ Lý thì có khu Sun Group, khu Lam Hạ, thì nhà em sẽ tập trung vào những khu đấy là nhiều nên mọi người khi hỏi thì nhà em dễ tư vấn hơn. Ví dụ như mọi người hỏi các khu dưới Bình Lục hay là dưới Thanh Liêm thì nhà em ít làm lắm cho nên là em cái đấy cũng xin khất mọi người trong thời gian tới thì ví dụ có nhiều thời gian hơn thì em sẽ xuống đấy, nhưng tập trung thì em làm ở khu Đại Cương là nhà em chắc giá nhất. Đấy, ví dụ như mọi người đang có nhu cầu muốn tham khảo, muốn tìm hiểu các bất động sản về khu Đại Cương và đặc biệt là các khu Hà Nam Park 1, Park 2, Đông Giang Đại Cương và khu đô thị Đại Cương thì mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại của Thủy em ghi ở dưới màn hình nhé, số là 0916184236. Khi mọi người add cái số Zalo nói thì trong các thông tin để Thủy update từng ngày cũng như là trên Facebook các mọi người có thể tìm cái số đấy là sẽ ra số điện thoại của Thủy. Thủy thì sẽ tập trung vào mua bán cũng như là tư vấn đến mọi người làm sao nó hợp lý nhất, còn em thì tập trung vào đi quay đi dựng video đấy, cho nên là mọi người hỏi giá thì hỏi Thủy nhé, Thủy sẽ nắm rất là rõ cũng như tư vấn. À, khi mọi người đầu tư với cái số tiền cụ thể nào đó thì hướng mọi người nó phù hợp nhất. Đấy, trên video thì em sẽ gửi đến mọi người cái hình ảnh của khu đô thị Đại Cương. Đấy, khu đô thị Đại Cương có vị trí rất là đẹp, nằm mới đối diện với khu công nghiệp và nó có một cái lợi thế là nó có cái trục đường đôi. Đấy, trục đường đôi thì đâm thẳng vào khu công nghiệp luôn. Hana Park 1-2 thì nó lại không có cái lợi thế như vậy. Cái dòng người đi vào khu Đại Cương này rất là nhiều khi mà đến giờ tan tầm cũng như là khi đi làm. À, mặt quốc lộ 38 thì trong tương lai nó cũng sẽ được mở rộng ra. Đấy, cho nên anh chị em mình mua đất ở đây thì chú ý các khu đô thị này sẽ rất có tiềm năng trong tương lai nhé. Đây giá cả thì mọi người có thể liên hệ với Thủy. Giá thì bây giờ đang trung bình chưa có sổ thì tầm 24 25, này có sổ thì tầm 28 trên 28. Đấy là em đọc thông tin của Thủy đấy, chứ thực ra giá cả thì em cũng không nắm rõ lắm vì em hay quên nên chỉ tập trung vào làm video cho nó dễ, làm video và chia sẻ video để gửi đến mọi người. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì liên hệ trực tiếp với Thủy nhé, hoặc là vào cái trang cá nhân của Thủy, trang cá nhân của Thủy cũng sẽ có các thông tin các lô đất và số điện thoại, sổ sách các thứ. Đa phần là như em làm mà đất này thì em đều làm bằng cách đất có sổ. Đấy, khi có sổ thì anh chị em mình yên tâm trong quá trình mua bán chuyển nhượng, yên tâm nhé. Nhưng đất không sổ như các khu đô thị không có sổ thì em cũng cũng ít khi làm lắm. Để tập trung có sổ thì nó dễ dàng hơn, anh chị em mình có mua bán chuyển nhượng ký hợp đồng ba bên hay không
thì nó dễ dàng hơn. Đấy, ví dụ bây giờ bỏ ra tầm khoảng 2-3 tỷ mình về khu Đại Cương này rất là tiềm năng. Tầm 2-3 tỷ mà về bây giờ về Lam Hạ thì không mua được đất đâu. Giờ Lam Hạ đất đắt kinh khủng luôn. 45 hơn 45 triệu một mét hôm trước. Cho nên tầm 2-3 tỷ mà mua những cái mảnh tầm 100 vuông thì không thể mua nổi. Đấy, nhưng về khu Đại Cương này thì vẫn có cửa sáng. Mua 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 bán rất là dễ dàng. Đợt này thì cái dòng khách từ Hà Nội về rất là nhiều. Khi mà mọi người cũng có thể thấy là bây giờ đất ở Hà Nội cứ trung bình từ đợt đấu giá xong ấy, là đất ở trên Hà Nội tăng giá phi mã luôn. Đấy, từ giờ đến cuối năm cũng tăng nữa khi mà cái thị trường giá vàng cũng tăng lên, dầu khí tăng lên, là chiến tranh rồi các thứ nó liên tục. Thì em tin là trong thời gian tới thì giá cả nó sẽ vẫn lên thôi chứ không bao giờ xuống giá ở đâu. Nên mọi người cứ mua bán thì mọi người cũng chuẩn bị tâm lý dần dần. Mình nên mua, ví dụ như không có điều kiện thì mình rủ vài anh em góp chung vào mua cũng được. Không mình có điều kiện, có tài chính thì mình một mình chơi cũng được, hoặc là dùng một đòn bẩy từ ngân hàng hiện tại cũng rẻ. Đây anh em mình chỉ tập trung vào môi giới là chính thôi. Cho nên là khi chia sẻ thì cũng mọi người nhìn trên video của em như nào thì cũng cũng thế rồi, cũng rất là cảm mọi người đã, cảm các anh chị và các cô chú cũng rất là quý mến kênh, cũng ủng hộ kênh rất là nhiều. Ở trong thời gian gần đây thì em cũng thật mọi người là em đi đám suốt, chỉ thì tập trung vào đi tìm kiếm đất cho khách. Em thì tập trung làm quay video, cũng như là bây giờ ở trong quê này mùa cưới mà, nên là đi đám suốt ngày, gần như chẳng có thời gian nào mà đi quay. Để có tranh thủ đến lúc nào thì em đi quay thì cho mọi người xem. Để mọi người xem cái video của em thì mọi người dễ hình dung hơn. Đấy, ví dụ như là đất là như nào, thế đất là sao. Đấy, xung quanh nó có cái gì hay không, đang xây dựng, đang sửa chữa cái gì thì nó dễ hình dung. Xem trên video này thì nó thực tế nhất, thì em không thể nào làm ảo được, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, các khu mọi người đang xem là những cái khu bên cạnh này là khu Hoàng Hiệp, họ đang xây dựng rất là đẹp. Trục đường thông ra khu công nghiệp mọi người cũng có thể thấy đây này. Khu công nghiệp Đồng Văn 4 là hơn 400 hectare. Đấy, các công ty thì cũng tỷ lệ lấp đầy là đến 70% các công ty lấp đầy rồi. Xung quanh đấy thì có khu Đại Cương, khu Đông Gia Đại Cương, khu hay là Bắc 1, Bắc 2. Bắc 1 bây giờ hiện tại là đang xây các dãy shophouse, và đằng sau thì họ đang xây rất là nhiều các tòa nhà, các khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, cà phê. Này, trong tương lai từ giờ đến cuối năm khi mà mọi người về thì sẽ thay đổi rất là nhiều. Đấy, khi xem trên video thì em cũng 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 khuyên mọi người là ví dụ như mình có được rỗi thời gian này thì mình nên về. Đấy, xem trên cái video này của em xong mình cũng nên về, mình xem, mình tìm hiểu. Chứ nhiều khi là ví dụ như là mọi người xem video này của em xem là sau hỏi thì mà báo giá thì giá của hôm nay và ngày mai ngày kia cũng khi 2-3 hôm sau nó lại khác. Đấy, cho nên là nó cũng rất là khó để mọi người cập nhật. Khi mọi người xem trên video này mà mọi người thu xếp được về thì là cái tốt nhất. Đấy, cà phê cà pháo thì em xin mời mọi người miễn phí nhé, mời mọi người uống tẹt mọi nhạt luôn, không có vấn đề gì hết. Em rất là vui mừng khi mà được anh chị em các nơi ủng hộ xem kênh. Và đến mình cứ tham khảo đi, đấy, cứ tham khảo nhiều chỗ đi, trong chỗ nào ok thì mình quyết định đầu tư. Đấy, nên nhà em rất là thoải mái trong vấn đề là tư vấn đến mọi người hoàn toàn bất kỳ lúc nào được. Đêm cũng có khách, đêm gọi có khách tầm khoảng 5-6 giờ sáng cũng gọi rồi, người ta tranh thủ những cái lúc mà rỗi rãi thì về để xem đất. Và cũng hôm trước cũng có một tốp khách người ta về, người ta xem xong người ta mua được hơn 2 lô, 2 lô người ta đang muốn mua thêm tiếp. Vì là thực tế thì em thấy là rất là nhiều nhà đầu tư thích mua đất cạnh các khu công nghiệp này thì nó có tiềm năng phát triển trong tương lai, cũng như là cái đầu tư nó bền vững và an toàn. Đấy. Đấy, ví dụ như mọi người có nhu cầu mua bán ký gửi các bất động sản thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại của Thủy, em ghi ở bên dưới màn hình nhé, số là 0916 184 236. Thủy sẽ tư vấn cho mọi người các bất động sản nó phù hợp với tài chính, với túi tiền của mọi người. Đấy, rất là nhà em rất là tự tin trong khu Đại Cương này vì nắm rõ được giá này, cũng như là tư vấn cho mọi người làm sao là nó chính xác nhất đầu tư ở đây, cho nên làm sao nó hiệu quả hợp lý nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc mới hiệu quả và tràn đầy năng lượng nhé. Bye bye.